Kính thưa quý vị và các bạn, sau thời gian xây dựng năm 2015, đến nay thì chợ Vĩnh Châu trong trung tâm thương mại ở thị xã Vĩnh Châu đã đi vào hoạt động. Thì chúng ta thấy là với không gian rộng rãi, thông thoáng, hạ tầng được đầu tư bài bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tiểu thương đến kinh doanh, buôn bán. Xây dựng từ tháng 3 năm 2015 do công ty cổ phần Tổng Kỳ Hòa đầu tư với tổng kinh phí là 350 tỷ đồng, gồm các hạng mục như chợ truyền thống, chợ tự tiêu tự sản, khu nhà phố. Trong đó là chợ truyền thống gồm có khu bán thực phẩm tươi sống và khu bách hóa tổng hợp. Và sau đây xin mời bà con và các bạn hãy cùng theo chân Sóc Trăng đi tham quan một vòng chợ trung tâm thương mại thị xã Vĩnh Châu nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bên là cửa hàng game, cửa hàng mực khó luôn. Vậy là game chào Vĩnh Châu. Đó thì cho mấy cái dưa hấu kìa. Thế giới cũ. Tôi sao như là cũng chạy đi.